Sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống đã đến thăm và trao 20 phần quà Tết của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, tổ đại biểu số 2 cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thống Nhất. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Cũng trong dịp này, các dân ông Bùi Xuân Thống đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm quà và tiền mặt. Phát biểu tại buổi trao quà, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, hộ khó khăn, một mùa xuân mới ấm áp, an lành và hạnh phúc. Đồng thời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực của bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã đồng hành cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua.